Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu với các bác một số những cái sản phẩm bên em mới về này. Đấy, đầu video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một số cái mẫu sản phẩm về lốc sạc pin, về một số những cái đồ điện thông minh nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em, đó là 0982 834 004 hoặc là 0915 402 977 các bác nhé. Em Dân thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác, và đơn trên 500k thì em Dân sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ để tặng các bác nhé. Đấy, và các bác đặt hàng bên em thì nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy, không phải để các bác chờ lâu nữa thì bên em hôm nay xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu sản phẩm, đó là một cái mẫu đốc sạc pin đa năng. Đấy, một cái mẫu đốc sạc pin đa năng các bác nhé. Con này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều công việc cùng một lúc, đó là chúng ta có thể vừa sạc pin 18650, đấy, sạc những pin bé hơn cũng được các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể sạc những dòng pin bé hơn, đấy, dòng pin mic karaoke, đấy, các dòng pin đều được. Đấy, đến cái pin pin tiểu như này, pin tiểu bé để lắp vào những cái cân tiểu ly này, nếu mà cái dòng pin nó mà sạc được thì chúng ta cũng sẽ sạc được các bác nhé. Đấy. À, còn đây em xin từ ví dụ bằng bằng cái mẫu pin 18650 cho nó dễ nhé, đây là cái loại pin để to nhất. Đấy, khi chúng ta lắp vào đây thì là nó sẽ hiển thị phần trăm pin các bác nhé. Đấy, và khi các bác cắm cái này thì các bác có thể là vừa sạc pin đầy, đấy, vừa cắm sạc, vừa dùng nó ra để cắm sạc điện thoại, coi như nó là một cái sạc dự phòng có nhé. Chúng ta có thể coi như nó là một cái sạc dự phòng để chúng ta có thể vừa sạc dự phòng mà vừa lấy luôn. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, lúc hết pin điện thoại thì chúng ta có thể lấy nó để dùng sạc pin đã. Đấy, còn là lúc bình thường không thì chúng ta có thể lấy nó để là dùng để sạc pin vào. Đấy, để dòng sạc sạc cái mẫu pin 18650 này vào. Đấy, thì chúng ta cũng không sợ chai pin với lại pin chai với lại hỏng pin với lại các thứ nữa các bác nhé. Đấy, ví dụ sạc dự phòng các bác dùng lâu thì các bác còn lo là pin chai, nhưng mà cái này thì các bác không phải lo nữa. Ừ, chúng ta có thể lấy đây, em thử lấy một cục pin sạc đầy này. Ừ, xem nó hiển thị như nào. Ừ, đầy pin luôn này các bác này. Đấy, đốc sạc này, đốc sạc một. Đấy, cái mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng các bác nhé. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Litokala, rất là đa năng đa tiện lợi. Còn đây là một cái nút ấn này. Đấy, thứ nhất là nó sẽ hiển thị phần trăm pin cho chúng ta. Đấy, là coi như là cục sạc dự phòng chuyển sang đây rồi. Đấy, còn khi các bác sạc vào thì nó sẽ con này đầy pin rồi, em sẽ lấy cục khác. Đây, em sẽ sạc thử luôn cho các bác luôn. Đây, em sẽ thạc cắm sạc thử luôn. Đấy, thì là nó sẽ báo pin vào các bác nhé. Đấy, nó báo pin vào này, và nó báo hiện tại là đang bao nhiêu pin kích lên. Đấy, rất là tiện và xịn sò các bác nhé, rất là xịn sò luôn. Đây là mẫu pin 18650, bên em Dân đang bán với giá là mẫu pin 18650 thì bên em Dân đang bán với giá là 100, à đây, một cái bộ như này, một cái bộ như này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng các bác nhé. Đấy, nó rất là tiện lợi. Đấy, mà các bác ví dụ là đi phượt hay là đi du lịch các thứ thì cần cái này thì làm sạc dự phòng cũng rất là tiện. Sản phẩm thứ hai em Dân muốn giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu đốc sạc pin, cũng là đốc sạc pin từ pin bé đến pin lớn nhé, từ pin bé đến pin lớn. Đấy, từ pin bé đến pin 18650. Cái mẫu pin này thực ra là mẫu pin con thỏ này thực ra là nó không sạc được đâu, thế nhưng mà em cũng cắm đấy thử và để cho các bác biết là nó có thể sạc được từ những dòng pin này. Đấy, nó có kích các sạc được các kích cỡ pin. Đấy, thì đây, đấy, pin 1,2V này. Đấy, nó thì sạc thì vẫn sạc được thôi, thế nhưng mà nó không hiệu quả. Đấy, nó không hiệu quả. Đấy, thì đây là mẫu số 2 này. Đấy, nó chuyển sang li-ông 3,7V luôn này. Đấy, còn mẫu số 1 là pin khác, là nó hết khác, đã đầy pin. Pin này pin mới thôi nhé, đã đầy pin. Đấy, mẫu pin số 4 này. Thì cái mẫu đốc sạc này thì nó có thể sạc được tất cả các loại pin các bác nhé. Tất cả các loại pin trên thị trường, kể cả những cái dòng pin bé ngắn ngắn này này. Đấy, một đoạn pin ngắn ngắn như của cái pin của cái đây, như cái mẫu pin của cái này. Xem là không biết có cái pin này có sạc được không. À, mẫu pin bé quá này thì không có sạc được. Đó. Đấy. Thì một cái bộ như thế này. Đấy, thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng có nhé. Đây, bộ như này. Một bộ như này thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng. Của chúng ta là gồm có một cái đốc sạc, một cái dây điện để chúng ta cắm vào đây. Chúng ta sạc được một phát 4 viên pin và nó hiển thị màn hình lên đây. Đây. Đây, em sạc viên pin mới này. Nảy lên luôn này, con này 2000 ampe này.
pin trên 2000 A, li-ion 3,7. Đấy. Con này thì chúng ta có thể sạc được dòng pin to hơn một tí nữa nhé. Đấy, và nó sạc cho chúng ta. Đấy, 4 cục. Đấy, một lần là sạc được 4 viên pin. Đấy. Thì các bác đi qua kênh thì cho em Dân xin một nút like các nhé. Cho em Dân xin một nút like để em có thể có thêm nhiều động lực phát triển hơn, để có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu một cái mẫu USB để chúng ta chế trên xe máy các nhé. Để các bác lắp thêm vào xe máy, để trên xe máy các bác có thể sạc điện thoại. Đấy, sạc điện thoại và cắm được cái tàu gạt châm thuốc này. Tàu châm thuốc vào đây. Đấy. Thì em xin dùng thử bằng bình ắc quy nhé. Đây em đã đấu vào đây rồi các bác ạ. Đấy, thì ở đây có một cái công tắc này, chúng ta bật tắt này. Các bác lưu ý giúp em nhé, tại vì nó có cầu chì nên các bác lắp đúng cái đầu đỏ và đen nhé. Để em tắt đi này. Đây, trong này có cái cầu chì này. Trong này nó có cầu chì để làm gì? Cái cầu chì này nó có tác dụng là để bảo vệ cho cái thiết bị của các bác đang dùng nhé. Đây, trong này có một cái cầu chì này. Đấy. Chúng ta không thể chúng ta có thể đấu tắt được, không cần cầu chì được, nhưng nó sẽ làm hại đến cái thiết bị của chúng ta. Đấy, là một cái lưu ý nhỏ nhỏ để gửi tới các bác. Đây. Đấy, ở trong này có cái cầu chì. Đấy, mà chúng ta lưu ý như thế. Đấy, và chúng ta bật tắt công tắc này. Đây là một cái cổng USB. Đấy, các bác đi phượt, đi cắm trại thì nó có thể, chúng ta có thể là dùng ấy để lắp lên như trên những cái thành xe máy đây. Trên những cái thành xe máy này con này. Đấy, lắp lên những cái tay lái xe máy, tay gương xe máy, nói chung là xe nào chúng ta cũng có thể tự chế và lắp được. Đấy, không thì chúng ta đây. Đấy, cái này thì cũng có thể rất là phù hợp với các bác nào mà làm nghề Grab. Đấy, hoặc là các bác đi phượt. Đấy, thì nó cũng rất là tiện. Khi mà ví dụ chúng ta đang live stream hoặc là lắp cái camera hành trình, hoặc là điện thoại đang lắp ấy ở trên treo ở trên giá trên đầu xe, thì chúng ta có thể là lấy cái này để cắm sạc trực tiếp nhé. Cắm sạc trực tiếp. Đấy, một cái sản phẩm rất là tiện. Chúng ta có thể đậy lại để che nắng che mưa này. Che nắng che mưa, chúng ta có thể đậy lại để bảo vệ nó, bảo vệ cái thiết bị này. Đấy, bọc kín luôn cho chúng ta. Một cái sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với giá là 250.000 đồng nhé. 250.000 đồng một cái bộ ấy này. Bộ chuyển điện này, từ điện bình ắc quy lên điện 220V. À, có thể lên được 220V nếu chúng ta dùng kích. Con này lên 12V có nhé, 12V này. 5V, 12V, chúng ta để cắm sạc. Đấy, 5V để chúng ta cắm cái dây USB sạc điện thoại. Rất là tiện. Rất là tiện lợi các bác nhé. Đấy, một cái sản phẩm rất là tối ưu luôn. Đấy. Đi kèm theo trong đây là có một cái số cái mẫu đây. Đi kèm theo bên trong nó là có một cái số cái để chúng ta bắt vít vào đây này. Bắt vít ở đây để chúng ta treo xe trên xe các bác nhé. Đấy, thì các bác bắt vít làm sao mà nó phù hợp nhất đến với các bác là được. Đấy, bắt vít này, các chỗ bắt này. Đấy, các loại. Để làm sao mà nó phù hợp nhất với cái xe của chúng ta. Hoặc là ở đây có một cái miếng dán 3M chúng ta có thể dán vào. Đấy, trong bộ của nó. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái miếng LED. Một cái miếng LED này. Đây, đằng sau này thì là bằng nhôm. Đằng sau này thì bằng khung nhôm. Chất liệu thì bằng khung nhôm. Đấy, đằng trước thì là một miếng LED là đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Đấy, các bác về thì các bác chỉ việc hàn cái LED pha lửa pha nguội vào đây. Và con LED này là con LED 12 đến 24V, à 12 đến 14V có nhé. 12 đến 14V con LED này. Các bác về các bác có thể lắp để chế cháo, bóng đèn các thứ này. Rất là tiện lợi. Thì cũng rất là tiện lợi thôi nhé. Rất là sáng và tiện lợi. Một miếng LED này. Đấy. LED này thì là LED ánh sáng vàng các bác nhé. Một miếng LED này lên miếng LED ánh sáng vàng bên em đang bán với giá là 150.000 một miếng này. 150.000 một miếng LED này. Rất là tiện và xịn sò luôn các bác nhé. Rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy, một cái miếng LED rất là mỏng mà nhưng mà nó rất là sáng, rất là sáng. Các bác lưu ý giúp em nhé là hàn cái đây là hàn đúng chân nhé. Đấy, chân cộng chân trừ, và con này là sử dụng điện 12V, 12-13V. Đấy, đều được. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu ổ điện hẹn giờ này. Đấy, cái mẫu ổ điện hẹn giờ này ví dụ là chúng ta cần hẹn giờ những cái bóng đèn đường, máy bơm nước. Đấy, các những cái đồ dùng mà chúng ta cần, ví dụ là đèn ánh sáng ở cổng thì chúng ta có thể hẹn giờ. Đấy, sau đây em xin đi vào hướng dẫn các bác cách sử dụng này. Đấy, thì chúng ta cái này là thứ ngày tháng chúng ta chỉnh vào hẹn giờ này. Đấy,
Đây là các lập trình này. Đấy, đến 16 cái. 16 cái on off. Đấy thì cứ on là bật, off là tắt các bác nhé. On là bật, off là tắt. Đây bắt đầu cái thứ nhất. Đấy em xin chỉnh giờ cho các bác này. Đấy. Đấy, thứ ngày tháng này các bác muốn những thứ ngày tháng nào nó bật. Đấy thì các bác để đấy, hoặc các bác để càng cả một tuần ngày nào cũng bật thì các bác để more to này. Đấy, cái dòng trên này thì tất cả sáng. Còn các bác muốn là những ngày nghỉ hoặc là những bất cứ ngày nào thôi. Đấy thì là nó khác. Đấy. Hoặc đây là các ngày trong tuần thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đấy, hoặc là nguyên thứ bảy chủ nhật. Đấy, thì đây em cứ để chế độ cả tuần đi. Ừ. Hoặc là các bác muốn chỉnh giờ này. Đấy thì các bác ấn vào chữ hour này. Ừ. Các bác muốn chỉnh phút thì các bác ấn vào chữ min. Đấy. À, còn các bác muốn chỉnh sang tắt thì các bác lại ấn một phát nữa xong nó sang chữ off này. Thì đến mấy giờ tắt này, ví dụ các bác nãy là đặt là 5 giờ đúng không, thì giờ chúng ta muốn là đây là 5 giờ chiều bật, còn đây là 5 giờ sáng. Đấy, thì chúng ta cũng chỉnh như thế các ngày. Đấy, rất dễ dàng chỉnh và là rất dễ dàng sử dụng các bác nhé. Đấy thì các bác lấy món này thì có thể em có thể hướng dẫn riêng. Đấy. Còn các bác muốn chỉnh giờ các bác muốn chỉnh giờ này. Đấy thì chúng ta chỉnh chỗ khác. Đây, reset này. Đây, on off này. Đây các bác chỉnh thứ ngày tháng này. À quên nhầm, em xin lỗi. Đây, các bác muốn chỉnh cái này thì các bác phải ấn giữ nguyên cái nút clock này. Đấy, chúng ta chỉnh giờ giấc. Đấy, thì chúng ta chỉnh ra thứ ngày tháng này. Đấy, giờ này. Đấy, ví dụ là bây giờ là ví dụ là 12 giờ chẳng hạn, 13 giờ chẳng hạn. Đấy, bao nhiêu giờ thì chúng ta chỉnh bằng đấy, rất là dễ dàng thôi. Còn là chúng ta muốn tự động thì chúng ta ấn on này. On này, off này, auto này thì các bác để vào chế độ auto cho em nhé. Ừ. Một cái mẫu sản phẩm ổ điện hẹn giờ này bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một cái mẫu ổ điện hẹn giờ này các bác nhé. 200.000 đồng một mẫu ổ điện hẹn giờ này. Ừ. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kích. Kích bình, kích nổ bình ô tô này. Đấy, một cái mẫu kích nổ. Đấy, một cái mẫu kích nổ này thì con này thì dùng cho cái loại mà dưới 1 lít 8 mà xe không dùng cho xe dầu to nhé. Đấy, con này dùng xe con thôi. Đấy, thì một cái mẫu này thì bên em đang đi kèm theo nó là một cái dây sạc. Đấy, dây sạc đa năng có 3 cổng này. Và một cái củ sạc này. Đấy, và một cái dây câu bình này. Một cái dây câu này để kích nổ này. Đấy, thì ở đây các bác mở cái này lên. Đấy, các bác cắm cái dây này vào. Và cắm dây này vào nhé các bác nhé. Đấy, và các bác kẹp hai cái này vào, một bên lửa và một bên mát. Một bên pha lửa, một bên pha mát. Đấy, để chúng ta kẹp vào để chúng ta có thể kẹp vào để chúng ta câu điện vào. Đấy, và các bác lên xe các bác đè nhé. Và các bác lên xe các bác đè. Và các bác có một, em có một lưu ý nhỏ nhỏ các bác là các bác đè thì ví dụ nó chưa nổ ngay thì các bác từ từ đã, cho nó nghỉ một tí, khoảng 1 2 phút thì các bác hắt đè lại. Đấy, không tránh đè nhiều lần thì tiện hiện tượng nó nóng. Đấy, nó nóng nó gây hại cho cái bình này, chúng ta không thể sử dụng được lâu dài. Đấy là một cái lưu ý nhỏ nhỏ của em dành cho các bác vậy. Đấy. À, còn cái bình này thì chúng ta không dùng kích bình thì chúng ta có thể dùng sang sạc dự phòng. Chúng ta có thể sạc dự phòng hoặc là cái chế đèn pin. Đấy, đèn pin khi tối, khi lúc mà xe gặp sự cố tối. Đấy thì chúng ta có thể lấy nó để soi đèn để kiểm tra xem là cái này bị lỗi gì. Đấy, thì nó cũng rất là tiện, một cái này thì cũng rất là cần cho xe. Đấy, thực sự ra là cũng mong muốn các bác là chỉ mua về để làm sạc dự phòng thôi. Chỉ còn những cái tình huống khác trên đường mà sự cố bất ngờ thì kính mong các bác là không không cần sử dụng đến nó. Mua nhưng mà đừng sử dụng đến trong cái lúc mà trường hợp khẩn cấp. Đấy, tại vì cũng mong sử dụng thì ngon nhưng mà mong các bác không phải sử dụng nhé. Mong các bác không phải cần sử dụng đến nó. Đấy, mà nhưng mà có thì nó rất là tiện. Đấy, cái này có thì rất là tiện các bác nhé. Một cái mẫu này thì bên em dân đang bán với giá là 500.000 đồng. Một cái mẫu kích bình. Kích bình này 500.000 đồng các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu tẩu USB. Đấy, một cái mẫu tẩu USB trên xe hơi, xe ô tô. Đấy, một cái mẫu này đây. Thì mẫu này thì chúng ta có làm thương hiệu của nó là thương hiệu Hyundai. Đấy, con này thì có 3 cổng USB, 3 cổng USB, một cổng QC 3.0 và 2 cổng thường để chúng ta cắm sạc điện thoại. Đấy, và con này có cái hay nữa là nó lại trả lại cho chúng ta một cái lỗ để chúng ta cắm cái châm thuốc hoặc là cắm cái tác vụ của chúng ta đang dùng. Đấy, mà cần đến nó. Đây. Thương hiệu Hyundai. Đấy. Mẫu này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái này nhé. 200.000 đồng một cái này.
200.000 một cái mẫu tẩu USB này các bác, 200.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu ổ điện điều khiển từ xa nhé. Một cái mẫu ổ điện điều khiển từ xa này. Đấy, cái mẫu điện ổ điện điều khiển từ xa này có thể điều khiển lên đến một cây số. Lên đến một cây số. Đấy. Và con này thì các bác có thể ở đâu xa chúng ta cũng có thể điều khiển được trong vòng một cây. Đấy, con này thì các bác đấu cho những cái thiết bị như kiểu là máy bơm nước ở những cái khu công khu khuôn viên. Đấy, hoặc là những cái thiết bị mà chúng ta cần điều khiển từ xa mà chúng ta không muốn ra, như ví dụ là máy bơm nước, đấy, máy bơm. Đấy, thì nó rất là tiện. Đấy, ví dụ là chúng ta cho vào máy bơm để chúng ta cho nó nghỉ thì đấy, chúng ta đấu trước hoặc cắm vào, xong cắm máy bơm vào đây. Nó rất là tiện lợi. Một mẫu sản phẩm rất là tiện lợi. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu mic hát karaoke. Một cái mẫu mic hát karaoke của Nhật. Đấy, cái mẫu này thì đây. Em đã bóc ra một hộp rồi nhé. Đấy. Cái này thì em xin giới thiệu các bác, đây là hàng thanh lý của siêu thị. Cái này là hàng thanh lý của siêu thị Nhật. Đấy. Con này thì chúng ta có cái loại dòng dây dây gọi là bên em là dây này là dây 5m. 5m rất là mềm, các bác có thể cảm nhận được này. Đấy, em sờ vào đây. Đấy. Rất là mềm. Đấy, mic thì nó cũng rất là ok, rất là trong. Đấy, bên em thì đã kiểm tra cho các bác trước khi gửi hàng. Đấy, và chúng ta chỉ việc về là chúng ta sử dụng thôi. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé, là khi chúng ta cắm cái dây này vào này. Đây, cắm cái dây vào. Đấy, là phải nghe thấy tiếng tạch. Tạch cái vào với là được. Đấy. À, con mic này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Tomahawk, hàng của Mỹ Japan. Con này là hàng của Nhật. Đấy. Hàng thì đảm bảo với các bác luôn là hàng xịn sò. Các bác về các bác cắm cái đầu này vào micro karaoke và chúng ta có thể ngân nga những giọng hát. Đấy, những lúc mà chúng ta hát karaoke hoặc là chúng ta làm chương trình, đấy, MC, quảng cáo các thứ nhé các bác nhé, thì đều được. Đấy, một cái mẫu này rất là ok luôn cho các bác. Đấy, và mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng các bác nhé. 350.000 đồng một cái mẫu mic hát karaoke này. 350.000 đồng một mẫu mic hát karaoke các bác nhé. Ừ, rất là tiện lợi và tối ưu luôn. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu máy sấy tóc của Panasonic này. Đấy, hàng Panasonic thì các bác biết rồi, một thương hiệu nổi tiếng của bên Nhật. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó nhà máy của nó đặt được rất nhiều nước nên là nó sẽ có thêm những cái made in. Đấy, không phải là hàng này là hàng giả hay hàng kém chất lượng hay là hàng như nào cả, mà là cái hàng này là vẫn là do công ty của Nhật, vẫn là công nghệ của Nhật, vẫn là người Nhật điều hành, nhưng mà nó ví dụ như nó sang Việt Nam. Đấy, thì là nó sẽ phải lấy nhãn mác của made in đó để nó giảm cái giờ công lao động và nó giảm thiểu cái chi phí. Đấy, thì con này của em đang lấy ở tại nhà máy của Thái Lan nên là nó sẽ là made in Thái Lan. Đấy, thương hiệu của Panasonic. Đấy, một cái mẫu sản phẩm máy sấy tóc này thì bên em Dân đang bán với giá là 450.000 đồng một cái mẫu máy sấy tóc của Panasonic đây. Đấy, hàng này thì con này thì là 1.000W. Con này là 1.000W. Đấy, sử dụng điện được điện 220V bình thường. Đấy, sử dụng điện 220V bình thường có nhé. Ừ. Máy sấy tóc. Con này thì sấy chúng ta sấy rất nhanh khô và rất dễ dàng tạo kiểu các bác nhé. Nhanh khô mà lại dễ tạo kiểu. Đấy, chỉ có máy của Panasonic với là dễ dàng làm được như thế. Đấy. Giá cả của nó thì cũng rất là hợp lý phải chăng? Làm nhiệt thì rất là tốt, rất là dễ tạo kiểu. Đấy, có một cái rất là thông dụng đó là nó dùng cái ổ cắm điện 220 của Việt Nam mình. Đấy, nên là nó rất là thông dụng và tiện lợi. Sử dụng bằng điện 220V, không phải qua cái cảm biến hay là qua cái nào 110 nào cả. Đấy. Đấy. Một cái mẫu này là mẫu máy sấy tóc các bác nhé. Máy sấy tóc. Thì các bác đang xem video thì cho em Dân xin một nút like các bác nhé. Cho em xin một nút like. Đấy, hoặc là nếu mà bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân xin một cái nút đăng ký kênh nhé. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu cân tiểu ly. Một cái mẫu cân tiểu ly này. Đấy, một cái mẫu cân tiểu ly này thì đây chúng ta về chúng ta bật công tắc ở đây lên. Đấy, và chúng ta sử dụng. Đấy. Lúc chúng ta mua về thì chúng ta lột cái này lên các bác nhé. Đấy, chúng ta đặt này. Đấy, và chúng ta cân này. Đấy, con này thì cân đến 3 kg. Đấy, con này là 9,9 hoa này. Đấy, chúng ta có thể cân được lên 3 kg. Đấy. Chúng ta có thể lên cân tối đa lên 3 kg. Đấy. Và con này cân chính xác, độ chính xác của nó rất cao.
Và các bác lưu ý giúp em nhé, các bác khi các bác mua cân về này, các bác chỉnh ở chữ M này này. Đấy, thì các bác chỉnh này, GN này không phải này. Đấy, các bác dùng đến cái nào thì các bác chỉnh cái đấy nhé. Đấy. Đấy thì chúng ta dùng gam thì chúng ta chỉnh về gam. Đấy, cân này thì các bác cân thịt bò các thứ thì rất là tuyệt vời này. Đấy. Đấy. Một mẫu cân này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng nhé. 200.000 đồng một cái mẫu cân tiểu ly này. Đấy, các bác lưu ý giúp em là cân này phải đặt ở mặt phẳng. Đấy, thì nó mới chính xác 100% được. Đấy, một cái mẫu này là tên là gọi là cân tiểu ly. Cân tiểu ly và nút bật tắt cho nó đây. Và con này có một cái rất hay đó là nó sử dụng bằng cái pin này. Sử dụng bằng pin. Đấy, hết pin chúng ta có thể thay pin mà rất là bền bỉ. Rất là bền bỉ các bác nhé. Hết pin thì chúng ta có thể thay pin được. Một mẫu cân rất là tiện lợi. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu tông đơ hớt tóc này. Một cái mẫu tông đơ hớt tóc các bác nhé. Đấy, mẫu này thì bên em dân đang bán với giá là 170.000 đồng một cái. 170.000 đồng một cái mẫu tông đơ này. Đấy, chúng ta là cái mẫu này sử dụng bằng pin 18650 này. Đấy, thì cùng với những cái pin của em đang bán thì cũng rất là tiện lợi. Đấy, và chúng ta chỉ việc lắp vào và chúng ta sử dụng này, lắp pin vào đầy sạc đầy. Đấy, đi kèm theo nó là cũng đã có một cái củ sạc một cho chúng ta rồi. Đấy, kèm theo cái bộ này là đã có một cái củ sạc này rồi. Đấy, và chúng ta chỉ việc bật lên này. Đấy, và chúng ta hớt tóc. Đấy, mẫu tông đơ các bác nhé. 170.000 đồng một cái mẫu tông đơ hớt tóc này. Đấy. Thì vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu cho các bác là một số những cái mẫu sản phẩm bên em. Đấy, các bác thấy cái sản phẩm nào mà em chưa giới thiệu hay là chưa có thể giới thiệu cho các bác thì các bác liên hệ với em nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.